Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ quay video test hệ thống điều khiển trạm xử lý nước thải công suất 1.750 m³. Đây là màn hình giao diện giám sát đây. Chế độ hoạt động đang là chế độ auto. Các cái chuyển mạch mình đang để auto đây. Hiện tại thì có bốn bơm này đang bật men, bây giờ mình sẽ tắt đi. Bật sang auto. Cả đó mà sang auto. Bây giờ thì mình sẽ test. Hiện tại thì mức nước trong bể đang là mức cạn, thì cái phao cạn màu xanh kia nó sẽ báo. Với cái mức này thì bể sẽ chưa được, bơm sẽ chưa được phép chạy. Vừa rồi thì mình vừa mô phỏng là mình vừa lật cái phao lên để mô phỏng giả định là mực nước đang ở mức, đây là mức trung bình, đây là mức cao này. Bây giờ mình sẽ bật cho phép bơm chạy chế độ tự động và bế điều hòa. Điều hòa ở ngăn 2 là bơm số 3, bơm số 4 thì hiện tại đang thời gian chạy tự động. Ở đây đang đặt là 300 giây. Ở đây test cho nên là mình sẽ để ở giây cho nó nhanh. Giờ mình sẽ chuyển sang 10 giây. Máy khuấy thì sẽ chạy luôn phiên. Hiện tại thì cái bể gom này đang không có nước và phao thả rất sâu cho nên là không kéo phao lên để test được. Ở đây thời gian set là 100 giây đi. Start lên, khi nào mình tác động phao thì nó sẽ chạy. Đây, con bơm đang chuyển luân phiên đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bật cái quạt lên. Quạt này để một. Đấy, và tiếng quạt đã kêu rồi. Tiếp đến là các cái bơm định lượng. Bơm định lượng này sẽ chạy luôn phiên. Tiếp đến là máy khuấy 1. Máy khuấy 1 này sẽ chạy khi mà một trong hai cái bơm định lượng nó bơm.
Máy khuấy 2 tương tự. Nó sẽ chạy khi mà bơm định lượng số 1 và số 2 chạy. Tiếp đến là hai bơm tuần hoàn nước. Hai bơm này thì sẽ chạy luân phiên theo thời gian. Đây là bơm bùn thải này. Chạy luân phiên. Bơm tuần hoàn ở ngăn thứ nhất đây. Đấy, quạt hút đã dừng rồi. Quạt hút vừa dừng xong. Thế đến là máy thổi khí. Máy thổi khí này thì sẽ chạy luôn phiên. Bơm 24, chạy 24 trên 24 giờ để sục khí. Máy thử khí này thì sẽ chạy sao tam giác. Rồi. Và mọi người để ý là hai con bơm để điều hòa ở đây. Bây giờ mình sẽ ra mình ngắt cái phao đi. Khi mình ngắt cái phao trung bình đi ấy, thì bơm nó cũng chưa ngắt luôn. Bây giờ giả định là trường hợp mà có lỗi ấy. Sẽ giả định lỗi con máy thổi khí 1. Thì ngay lập tức là nó sẽ báo lỗi lên đây và nó gọi con máy thổi khí 2 sang để chạy. Máy thổi khí 2 đây, thổi khí 1 đã báo lỗi chấm vàng này. Và sẽ có một cái bảng máy thổi khí 1 đang bị quá tải ở đây. Và khi đấy thì để tạm thời mà trong lúc mình khắc phục thì mình muốn tắt cái còi đi thì sẽ kích vào đây. Tạm thời tắt cái còi đi nhưng cái bảng thông báo này nó vẫn chưa mất vì mình chưa reset lỗi đi. Sau khi mà mình khắc phục xong, mình sửa xong lỗi, nó trở lại bình thường thì nó sẽ ngắt mất bảng thông báo đấy và nó chạy tiếp con máy thổi khí 1 nếu như là cái chương trình của nó đang còn chạy. Bây giờ sẽ xử lỗi một con khác đi.
hóa chất số 2 đây. Nó đang dừng lại và báo lỗi lên. Mặt hình máy tính 23 inch. Đây là tủ điều khiển. Tủ điều khiển sử dụng điều CS7200, CPU 1214 và các mô đun mở rộng, pin out số này. Bộ nguồn của Siemens. Adapter của Schneider, đèn báo và nút nhấn của IDEX, là bộ khởi động sao tam giác, sẽ đợi nó chuyển sang con máy thử khí số 4 sang con máy số 3. Contactor chính và contactor sao sẽ đóng trước, sau một thời gian thì contactor tam giác sẽ contactor sao sẽ mở ra và contactor tam giác sẽ đóng xuống. Trong khoảng thời gian chuyển sang hai bộ này thì sẽ có một khoảng thời gian trễ delta T và được đặt với cái bộ điều khiển này. Bộ timer đây. Mưa ôm rôn. Đây là toàn cánh chạm xử lý 1750 mét khối. Chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.